Xin kính chào các thượng đế. Bây giờ là 16 giờ 25 phút ngày 31 tháng 10 năm 2024. Chiều nay là chiều cuối tháng. Đấy, cuối tháng dương lịch, còn âm lịch thì mình cũng không biết là ngày bao nhiêu. Nhưng mà cuối tháng thì lại phải có tí chất tành để cải thiện. Nên là có một chiếc đài của hãng Sony gửi tới mọi người với một mức thóc đệ nhất thiên hạ rẻ. Số điện thoại để mọi người liên hệ Trần Văn Chốt 036 88 88 479. Nông dân Khang hân hạnh được phục vụ. Đây, xin thưa với lại mọi người, đây là chiếc đài Sony, đài hàng xuất, đài ba cục, hai cái loa có thể tháo rời ra khỏi với lại cái thân máy này. Đấy, đài này lấy về để ở dưới dưới bếp, để ở dưới bếp. Cái cá đấy ở trên nhà thì nó cũng bụi lắm, để lâu ngày không sờ vào. Có model là CFS 1030SC. Cái nước xi mạ này, cái nước xi mạ này là vẫn còn đẹp này. Đây. Đấy, nước xi mạ này nó vẫn còn có cái màu vàng này mà tắm rửa lên là đẹp đấy, tắm rửa lên là đẹp. Đây. Sony đây. Đấy, xi mạ bên trên này vẫn còn đẹp này. Đấy, tắm rửa lên nữa là đẹp. Cái đài này thì xin thưa tới quý vị và các bạn, đài này thì cái bộ cơ của nó ấy là chạy vòng cao su. Cái đài này ấy, cái bộ cơ của cái đài Sony CFS 1030SC này nó giống với lại cái bộ cơ của cửa A đài Sony 715. Đấy, nó giống với lại cái bộ cơ của đài Sony 1133, 1130 rồi là 1033, đây là 1030 này. Đấy. Rồi nó lại giống với lại cái bộ cơ của cụ đài Sony CFD 560SC chạy vòng cao su, mà cái vòng cao su của nó bé như cái cụ áo ấy. Chứ còn nó mà to như cái cụ quần ấy thì còn còn xử lý được, chứ nó bé như thế thì chịu. Mà nó mong manh lắm. À, mong manh, bộ cơ này bằng nhựa siêu nhẹ, siêu mỏng, mong manh dễ vỡ. Nên là cái đài này là bộ cơ là, về phần băng cassette là Trần Văn Tịt. Kể cả là cái mình bán đài Sony 715 vậy, nếu mà bộ cơ cửa A và chạy vòng cao su thì mình cũng đáp đi để mình thay bộ cơ chạy bánh răng vào, chứ nếu bộ cơ chạy vòng cao su vậy chỉ có phần đỉnh đáp. Cái bộ cơ cửa B đài Sony 710 cũng chạy vòng cao su, nhưng cái vòng cao su của nó to thì này nó còn dùng được, chứ cái này cái vòng cao su của nó bé lắm. Đấy. Tình trạng hoạt động sau khi cho ăn điện 220V, bây giờ radio băng sóng FM đang bắt bình thường, nét nhé. Bộ equalizer thì có cái thì này, equalizer thì vẫn chỉnh được, vẫn chỉnh được, thế nhưng có cái thì nó ăn, có cái thì nó không ăn, thì cái đấy là về phải xử lý lại nhá. Đấy, băng cassette thì Trần Văn Tịt, đồ đoàn thì còn nguyên, chả có tháo ra làm cái gì cả, chả có lấy đồ lấy đủ cái gì cả nhá. Đấy, ngoại hình thì không có bị vỡ nứt gì cả, không có bị vỡ nứt gì cả này, không bị vỡ nứt gì cả. Ở đây không có cái nắp pin, không có cái nắp pin, để mình tìm trong cái đống nắp pin của mình có cái nào thì mình lắp nó vào nhá, lắp nó vào. Khóa loa vẫn còn khóa này, loa vẫn còn khóa này. Đấy, loa vẫn còn khóa. Không quăng ten, không quăng ten. Đấy, đấy, nguyên chất bụi đồng nát nhá, nguyên chất bụi đồng nát. Đấy. Radio đang nói tốt. Nếu cứ để như thế này không có lau dọn gì cả, về để các thượng đế coi như là tự lau dọn lên cho nó sạch đẹp lên. Cứ để như thế này mà những anh em huynh đệ Bình Dương, Sài Gòn, Đồng Nai, Bình Phước, Tây Ninh, Long An mà đến tận nơi lấy được nhá, đến tận nơi lấy được thì 220.000 đồng. Thế còn những thượng đế mà không tự đến lấy được mà mình gửi đi thì 280.000 đồng. Vì nó có tiền thùng xốp 60.000 tiền thùng xốp nhá. Cái đài này nó bé, chứ còn những cái đài to là cứ phải 80.000 tiền thùng xốp. Cái đài này nó bé thì 60.000 tiền thùng xốp. 220.000 đồng là đến tận nơi lấy, thế còn gửi đi là 280.000 đồng nhá. Thôi thế mình dừng video ở đây. Nhắc lại với mọi người để mọi người nắm rõ này. Đài Sony CFS 1030SC. Đây. 1030SC. Đài này đài hàng xuất, ăn điện 220V. Đài ba cục, hai loa có thể tháo rời ra khỏi thân máy. Tình trạng hoạt động sau khi cho ăn điện 220V, radio FM đang bắt tốt, nét. AM thì Trần Văn Tịt. Băng cassette thì Trần Văn Tịt nhá. Băng cassette đấy mình cũng chả biết là bộ cơ ấn là motor nó còn chạy hay không thì mình chả biết nữa. Thế nhưng mà còn nguyên đồ, chả tháo ra làm cái gì cả. Đấy, 220.000 đồng.
là đến tận nơi lấy, thế còn gửi đi thì 280.000 đồng. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt. Merci. Merci beaucoup.